cứ mỗi năm một lần vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Các hội đoàn y tế từ khắp nơi ở quận Cam, khu vực Lido Sài Gòn tổ chức hội chợ y tế miễn phí để giúp tầm soát, phòng ngừa cũng như khám tổng quát, chuyên khoa và phục vụ cư dân địa phương các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Đây là hội chợ lớn nhất ở quận Cam, một sinh hoạt được khởi xướng bởi Hội Y sĩ Việt Nam miền Nam California với sự bảo trợ của nhiều hội đoàn, cá nhân và giới chức trong vùng, tạo cơ hội cho cư dân, nhất là cư dân gốc Việt, kiểm tra sức khỏe hàng năm mà không tốn tiền. Từ nhà thương, từ văn phòng bác sĩ, từ văn phòng dược sĩ, từ mấy hãng lớn, hãng mà lớn cả thế giới tới mấy hãng nhỏ ở gần đây, rất là nhiều. Còn bác sĩ thì chắc khoảng 50 bác sĩ tới hôm nay, rồi 35 nha sĩ mà giỏi nhất ở Quảng Cam tới đây. Hơn 400 thiện nguyện viên tham gia hội chợ y tế miễn phí năm nay, bao gồm bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, các sinh viên y khoa tại các trường đại học nổi tiếng trong vùng và nhiều cư dân muốn đóng góp phục vụ cộng đồng. Tại vì ai cũng thích tới đây, nó có cái không khí vui vẻ, kết hợp với nhau. Mấy đứa trẻ nó rất là vui thích, nó thấy rõ ràng là cái ý định mà giúp người nó có cái ý nghĩa. Mình giúp người nghèo, giúp người mà không có bảo hiểm, mình giúp mấy người mà homeless. I think it's just a great way for the community to get their health check. Tôi nghĩ đây là một cách hay giúp cộng đồng kiểm tra sức khỏe miễn phí, đặc biệt là sự phục vụ quá tuyệt vời để mọi người biết về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đối với các cụ lớn tuổi thì đây là cơ hội để tham quan, đồng thời cũng để tham khảo thêm về các dịch vụ y tế. Tôi chỉ đến đây chơi thôi, còn về sức khỏe thì có người nhà giúp rồi, thì cũng cảm ơn tổ chức là đã mở cái này để cho giúp đỡ mọi người. Riêng đối với các thiện nguyện viên lâu năm cho hội chợ y tế miễn phí này, thì đây là dịp để làm gương cho thế hệ mai sau về tinh thần đóng góp, giúp sức cho cộng đồng mà mình đang sinh sống. Người Việt Nam mình qua đây cũng đã khá lâu rồi, cũng trên gần 50 năm rồi. Một khi mình đã thành công như vậy thì ai cũng thích giúp đỡ cho xã hội, ai cũng muốn giúp đỡ những người đi sau, những người thiếu, những người thiếu sức. Thì họ muốn làm một buổi như hôm nay, thứ nhất là để cho họ có cơ hội để mà giúp đỡ. Và thứ hai nữa là để cho những con em, những đứa trẻ, những đứa học sinh nó nhìn thấy đó mà để nó nối tiếp dòng dõi, nghĩa là cho người Việt Nam mình có chút tiếng trong xã hội Mỹ. Ban tổ chức cho biết, hàng năm có khoảng 800 đến 1.000 cư dân trong vùng đến tham dự hội chợ y tế miễn phí, sử dụng các dịch vụ y tế như khám xương, phổi, tim, ngực, ung thư, đường ruột, đo độ đường trong máu, khám răng, khám mắt, tham vấn bác sĩ tâm lý, chủng ngừa, v.v. và tham khảo thêm về các chương trình xã hội liên quan tới y tế cho bản thân trong cùng một ngày, một nơi.